Vào trưa nay 11 tháng 11, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại quán karaoke Olala 9 tầng nằm trên đường Lê Đức Thọ, huyện Từ Liêm, Hà Nội, khiến cho nhân viên của quán hoảng loạn tháo chạy. Theo chủ quán, ngọn lửa bùng phát tại tầng 6 rồi nhanh chóng lan lên các tầng ở phía trên. 4 nhân viên làm việc trong quán hoảng loạn chạy thoát ra ngoài. Do mặt tiền ngôi nhà bị bao bọc biển quảng cáo nên khói âm ỉ bên trong. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã huy động 6 xe cứu hỏa và một xe thang cao 54 mét đến hiện trường. Một mặt lực lượng này triển khai phun nước ở cửa phía trước làm mát trần nhà, mặt khác xe thang được triển khai ra khu vực phía sau, phá cửa kính ở các tầng để thoát khói, giảm nhiệt độ. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng này không phát hiện người mắc kẹt bên trong. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, gần 1.000 khu dịch vụ vui chơi giải trí như karaoke, bar, vũ trường hay câu lạc bộ tại thủ đô là có tới 80% cơ sở không đảm bảo khoảng cách an toàn, giải pháp ngăn cháy và lối thoát nạn. Trong khi đó, thời gian vừa qua xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn tại các quán karaoke trên cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Liên quan đến vụ việc 10 công dân Việt Nam bị tra tấn và bỏ đói tại tỉnh Kampong Thom, Campuchia vào chiều nay, 11 tháng 11, ông Vũ Lê Hà, trưởng phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia thông tin cho VTC14, các công dân đã được lực lượng cảnh sát nước này đưa về Việt Nam. Đại sứ quán cũng cho hay, lực lượng chức năng địa phương đã chủ động giải quyết sự việc, cho nên Đại sứ quán cũng không có điều kiện hỗ trợ cho các nạn nhân.